Miss International Peru 2024 vừa qua đã trao chiếc vương miện danh giá cho người đẹp Sofika Cajo. Cô nàng được nhận xét là một trong những chiến binh sừng sỏ khiến các thí sinh khác phải dè chừng. Khép lại chung kết cuộc thi Miss Peru 2024, ban tổ chức đã trao danh hiệu Miss International Peru 2024 cho thí sinh Sofika Cajo. Cô trở thành đối thủ của Hoa hậu Thanh Thủy ở cuộc thi Hoa hậu quốc tế tổ chức tại Nhật Bản vào cuối năm. Sofika Cajo năm nay 26 tuổi, là người mẫu kiêm doanh nhân, người đẹp Peru có chiều cao 1m76 và thân hình săn chắc, quyến rũ. Người đẹp có bằng cử nhân quản trị kinh doanh của Đại học Lima, cô có thể nói được tiếng Anh lưu loát. Được biết, cô là một trong những người sáng tạo nội dung có ảnh hưởng ở Peru. Người đẹp có trang cá nhân Instagram với gần 50.000 người theo dõi. Sofika là người sáng lập Manena Foods, mang đến những sản phẩm tự nhiên như dầu ô liu, mật ong, các loại hạt bổ sung cho chế độ ăn kiêng. Cô cũng là người sáng lập Samus Blade, thương hiệu sản xuất phụ kiện cho chó và lợi nhuận thu được sẽ quyên góp cho Ayuda Peluda, tổ chức phi lợi nhuận cung cấp nơi trú ẩn cho chó. Sofika là người đẹp có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Cô từng đăng quang danh hiệu Miss Teen Mundial Peru 2017 và sau đó giành được vị trí Á hậu 1 tại cuộc thi Miss Teen World 2017. Cô được đánh giá cao bởi khả năng trình diễn catwalk và hùng biện tốt. Năm 2022, Sofika tiếp tục đại diện Peru tham dự cuộc thi Miss Europe Continental 2022. Với profile xịn sò này, Sofika Cajo được đánh giá là ứng viên sáng giá của khu vực châu Mỹ tại Hoa hậu quốc tế 2024. Hơn 6 thập kỷ qua, Peru chưa từng chiến thắng giành danh hiệu Hoa hậu quốc tế nhưng lại là một giải Shark In Top khá nhiều lần. Họ đã có 2 năm liền, 2022 và 2023, giành vị trí Á hậu 2 với thành tích của các người đẹp Camila Diaz-Daneri và Tatiana Camel. Việc đại diện Peru tại Miss International 2024 lộ diện khiến cho hành trình chinh phục vương miện hoa anh đào của Huỳnh Thị Thanh Thủy trở nên khó khăn hơn gấp bội lần. Thanh Thủy là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên được cắt cử tranh tài tại đấu trường Miss International. Trong nhiều năm qua, đơn vị nắm giữ bản quyền Miss International tại Việt Nam liên tục trao cơ hội này cho nhiều Á hậu đến từ các cuộc thi cấp quốc gia. Người đẹp sinh năm 2002 nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ công chúng bởi sắc vóc và vẻ đẹp trí thức. Từ khi công bố thông tin Hoa hậu Thanh Thủy thi Miss International 2024, nàng hậu được sự chú ý lớn đến từ cánh truyền thông. Không những vậy, trang chủ của cuộc thi còn nhiều lần đăng tải hình ảnh của người đẹp Việt. Đây là tín hiệu đáng mừng của Hoa hậu Thanh Thủy trên chặng hành trình chinh phục vương miện cao quý. Hiện tại, Hoa hậu Thanh Thủy vẫn đang luyện tập để chuẩn bị cho sứ mệnh sắp tới tại Miss International 2024. Cô nàng thổ lộ rằng bản thân không quá gò bó bản thân trong việc ăn uống nhưng sẽ tăng cường tập gym để giữ được vóc dáng đẹp. Xét về ngoại hình, Á hậu Phương Anh từng đánh giá Thanh Thủy là người hội tụ đầy đủ những yếu tố mạnh với chiều cao 1m76, thân hình thon thả gợi cảm và nhan sắc khả ái tiệm cận với tiêu chí của Miss International 2024. Do vậy, người đẹp đang được công chúng sắc đẹp kỳ vọng sẽ làm nên kỳ tích cho quê hương ở mùa giải năm nay. Thời điểm đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam, ngoài gương mặt sáng sân khấu và nụ cười rạng rỡ gây thương nhớ, mỹ nhân quê Đà Nẵng còn ghi điểm cộng khi sở hữu chiều cao 1m75 cùng số đo 3 vòng 80-63-94. Tại sân khấu chung kết, bên cạnh chiếc vương miện cao quý nhất, cô còn lọt top 5 người đẹp nhân ái và giành chiến thắng với giải thưởng phụ người đẹp thể thao.